loan báo lần thứ hai cuộc thương khó và phục sinh. Suy niệm tin mừng tuần thánh. Khác với lần đầu loan báo cuộc tử nạn và phục sinh, ở đó nhóm 12 bị sốc nặng và phản ứng tức thời của Phêrô, được coi như người đại diện nhóm, đã làm Đức Giêsu phải lên tiếng khiển trách: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Lần loan báo thứ hai này rất ngắn và không gây nhiều bất ngờ bàng hoàng như lần đầu. Tin mừng Marco kể lại, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilee, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Lần loan báo thứ hai này có một số nét đặc biệt. Thứ nhất, các môn đệ ở riêng với Đức Giêsu, xa khỏi mọi người. Lần đầu loan báo cuộc thương khó và phục sinh, tính riêng tư thân mật giữa Đức Giêsu và các môn đệ không được nhấn mạnh như lần này. Đây là chi tiết quan trọng đã được Thánh sử Marco ghi lại. Đức Giêsu không muốn cho ai biết khi Ngài đi băng qua miền Galilee, vì muốn có không gian và thời gian hoàn toàn riêng tư với các môn đệ của Ngài. Chính trong bầu khí riêng tư thân mật của thầy trò, Đức Giêsu một lần nữa loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh sắp tới của Ngài, không như một thông tin bình thường, nhưng như một bài học cốt yếu, một con đường mà các ông phải nằm lòng và sống. Thứ hai, Đức Giêsu dạy các môn đệ chân lý nền tảng của tin mừng. Nếu lần đầu tiên loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh đã làm các môn đệ mất tinh thần, thì lần thứ hai này các ông chỉ tỏ ra không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi lại người. Tỏ ra không hiểu lời loan báo cuộc thương khó và phục sinh, có thể vì các ông chỉ muốn hiểu đó là chuyện xa vời, không có thật, không thể xảy ra với một con người có quyền trên thiên nhiên, bệnh tật và ma quỷ. Cũng có thể các ông cố tình tránh né điểm xấu, chuyện buồn, tương lai xui xẻo bất hạnh đang được Đức Giêsu nhắc đến để diễn tả một thực tại thiêng liêng vô hình nào đó. Không hiểu lời loan báo đã đành, các ông còn sợ không dám hỏi lại Đức Giêsu, vì không lâu trước đây tất cả đã chứng kiến anh trưởng Phêrô vì dám ngăn cản thầy lên Jerusalem, nghĩa là nài xin thầy hủy bỏ chương trình cứu chuộc bằng con đường thương khó, đã bị thầy gọi là Satan, bị đuổi ra đằng sau và bị xếp vào hàng ngũ những người không thuộc về Thiên Chúa. Cả hai thái độ không hiểu và sợ không dám hỏi lại Đức Giêsu của các môn đệ đã nói lên tình trạng chưa sẵn sàng của tâm hồn để các ông có thể đón nhận lời loan báo cuộc tử nạn, mặc dù trong lời loan báo rất buồn ấy có lời hứa niềm vui phục sinh. Thực vậy, dù biết các môn đệ thân tín của mình chưa sẵn sàng đủ, cũng chưa hy sinh quả cảm đủ, Đức Giêsu vẫn dạy các ông con đường các ông phải đi, vẫn dạy các ông chân lý cốt lõi, nền tảng của tin mừng, đó là chính Ngài, sự chết và phục sinh của Ngài. Dạy các ông bài học căn bản này, Đức Giêsu nhắc lại cho các ông đòi hỏi ban đầu khi các ông được Ngài kêu gọi: ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Dạy cho các ông con đường phải đi, lẽ sống phải sống, Đức Giêsu ôn lại cho các ông bài học các ông đã học với Ngài trước đây. Thầy là đường, sự thật và sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chính Thầy là sự sống lại và sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.
dạy cho các ông lần này con đường phải đi, nếu còn muốn tiếp tục đi theo làm môn đệ Ngài. Đức Giê-xu đã đặt các môn đệ thân tín của Ngài trước một chọn lựa vô cùng khó khăn, và đòi các ông phải dứt khoát thuộc hẳn về Ngài. Dù Ngài biết, đề nghị đi với Ngài vào cuộc thương khó tử nạn, để rồi được sống lại với Ngài, không giống bất cứ đề nghị nào của con người, vì là đề nghị của Thiên Chúa, đề nghị của tin mừng, mà chỉ những con người dám bỏ mọi sự mà đi theo Ngài mới có thể tin và liều mạng thực hiện. Tóm lại, loan báo cuộc tử nạn và phục sinh lần thứ hai này tuy ngắn, nhưng không kém quan trọng và nhiều tình tiết. Quan trọng khi Đức Giê-xu vạch rõ con đường thương khó là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang phục sinh của tin mừng. Con đường cùng Ngài vác thánh giá là con đường người môn đệ phải đi qua để đạt lời hứa được sống lại khải hoàn với Ngài. Con đường đẫm mồ hôi và máu yêu thương phục vụ là con đường Thiên Chúa chọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Và con đường được dọn sẵn cho người môn đệ đích thực của Đức Giê-xu chính là con đường cùng Thầy mình lên Jerusalem. Ở đó sẽ bị người đời vu khống, truy lùng, bắt bớ, tra khảo, hành hạ, ném đá, đóng đinh, trước khi được cùng Thầy sống lại trong vinh quang của Thiên Chúa, là phần thưởng từ đời đời đã được dành sẵn cho những ai dám bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người khi được gọi hãy theo tôi. Bước đi đến cây thập giá.